Hello, đi ăn đồ nướng còn sách quà mang về nè, hát nha hát nha. Phá đảo thế giới ảo tại nhà hàng Nhật với hơn 80 món. Chỉ có tại Andrakuse Brilliant 115/117 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1 nha. Quán mở cửa từ 11 giờ sáng tới 11 giờ tối. Đúng chuẩn nhà hàng Nhật vừa mới bước vô, xung quanh ngập tràn toàn là hoa anh đào. Không gian nhà hàng ở đây thì siêu rộng rãi thoải mái, có tận 2 lầu lận. Đặc biệt cái tôi thích ở đây là còn có phòng riêng cho những ai thích sự riêng tư. Phòng riêng ở đây thì được đặt tên theo các loài hoa của Nhật Bản, dễ thương ghê á. Tôi đi có 2 người thôi mà nhìn bàn đồ ăn muốn té xỉu, tại vì ở đây nhiều món ngon hấp dẫn quá nên phải gọi ăn thử. Khúc này là ảnh hưởng đến cơm áo gạo tiền nên kinh tế của mọi nhà, mọi người mà có đến đây thì phải nhớ check in để giảm 10% nha, quan trọng lắm á. Thổi lửa lên mấy em thịt nướng ơi, chín lẹ lẹ chỉ cho vô bụng chị nè. Các em ba chỉ bò này thì chính lẽ nhất nên được làm người tiên phong cho vô bụng chị đầu tiên. Ba chỉ bò này sẽ được chấm cùng với trứng sống đánh lên. Trứng này thì của Nhật Bản luôn nên không có sợ bị tanh. Cái ba chỉ bò này thì mềm nè, chính lẽ mà nó tan vô trong bụng cũng lẹ. Đợi chờ một hồi thì dẻ xương bò ướp hũ cũng chín. Đây là cái món mà tôi mong chờ nãy giờ nhất á, tại thịt bò để trong cái hũ nhìn nó lạ lạ hay hay. Dẻ xương bò này thì đã được ướp cùng với lại nước tương của nhà hàng nên là ăn vô rất là thanh thanh ngọt ngọt. Xà điệp nướng bơ hiện tại đang kêu xì xì ở trên bếp nướng, nhìn nó quyến rũ dễ sợ, không ăn không được á. Nó thơm xỉu luôn á mấy bà ơi. Xà điệp ở đây tôi ăn vô thấy nó tươi nè, tiếc là gọi có một con thôi mà cái bụng tôi sắp no rồi. Còn món mì trộn cay, ba chị bò cuộn nấm kim châm với dĩa salad đợi tôi nữa nè. Bye bye, xin chào tạm biệt tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong video mới.